Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Mark Home. Hiện tại thì Nhật An đã có mặt tại showroom của Mark Home trụ sở ở thành phố Hồ Chí Minh, 162-164 đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Và An đã có mặt tại tầng 3 ha. Tầng này thì chúng tôi cũng sẽ trưng bày một số những mẫu nội thất, ví dụ là sofa nè, rồi bàn ăn nè ha, cũng như là ở những vị trí xung quanh thì sẽ có các loại ngói nè, rồi một số dòng đèn của Mark Home nữa. Ở phía bên này thì chúng tôi sẽ có một số những cái mẫu hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công cũng như là catalog của Mark Home, và hôm nay sẽ giới thiệu cho quý vị ha. Ví dụ ở đây là trên tay An là cuốn catalog của Mark Home với những cái mẫu nhà đẹp, thì ở phía bên trong thì cũng sẽ có rất là nhiều những cái mẫu nhà để quý khách hàng có thể lựa chọn. Ví dụ là sẽ có những mẫu nhà mái Nhật nè, rồi mẫu nhà mái Thái nè, mẫu nhà mái Mansa, mái bằng, vân vân, với những phong cách có thể là nhà vườn cũng có, rồi nhà hai tầng cũng có, thậm chí là những căn biệt thự cũng có luôn ha. Còn đây sẽ là một cái bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công của Mark Home, khi mà chúng tôi sẽ sau khi mà quá trình thiết kế xong thì sẽ gửi đến quý khách hàng ha. Thì ở bên trong thì quý vị có thể thấy là ở đây chúng tôi sẽ có một cái bộ hồ sơ rất là nặng tay luôn nha quý vị, rất là dày luôn ha. Ở phía bên trong này thì chúng tôi sẽ có thiết kế, quý vị có thể thấy là từ những cái bản vẽ, ví dụ là mặt bằng nội thất nè, rồi mặt bằng định vị công trình nè ha, rồi mặt đứng, mặt cắt, các hồ sơ chi tiết, rồi đến cả hồ sơ kết cấu, trong đó có thể kể đến là mặt bằng móng nè, vân vân, rồi hồ sơ điện nước 3D tất tần tật ha, dự toán vân vân, thì chúng tôi sẽ đều có ở trong cái hồ sơ kế hoạch thi công này hết. Và quý vị đến thì có thể đến trực tiếp với những showroom của Mark Home để mà chúng ta có thể tham khảo qua những cái mẫu để mà nội thất, vật liệu nè, cũng như là sẽ được kiến trúc sư tư vấn kỹ hơn về các hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công nhé. Bạn đang muốn xây nhà nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Bạn đang gặp khó khăn trong vấn đề xin cấp phép xây dựng? Bạn đang thiếu vốn để xây dựng căn nhà của mình? Đừng lo lắng vì xây nhà đã có Mark Home. Mark Home, hệ thống thiết kế xây dựng trọn gói lớn nhất Việt Nam hiện nay, với hơn 5.000 thợ tay nghề cao được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, thi công gấp rút, tận tụy với khách hàng, sử dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào thi công. Cùng với đó là 200 kỹ sư, kỹ thuật sư tay nghề cao sẽ giúp cho ngôi nhà đẹp, kết cấu vững chắc, và các thầy phong thủy chuyên môn cao giúp xem ngày giờ động thổ, hóa giải thế đất xấu cho khách hàng. Mark Home có hệ thống nhà kho, bến bãi, tự nhập khẩu và sản xuất nguyên vật liệu mang thương hiệu Mark Home vào công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Mark Home đã triển khai showroom nội thất, thiết bị vệ sinh và vật liệu xây dựng trên khắp cả nước, giúp khách hàng trực tiếp trải nghiệm, cảm nhận về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ uy tín. Hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình và chế độ bảo hành nhà dài hạn. Mark Home đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá, giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng nước Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc, và là thương hiệu được hàng ngàn khách hàng trên khắp cả nước tin tưởng đặt niềm tin trong suốt hơn 10 năm qua. Nhanh tay liên hệ tới Mark Home qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Xây nhà không khó vì có Mark Home. Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Mark Home. Và ngày hôm nay Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị một mẫu nhà rất đẹp do Mark Home trực tiếp thiết kế. Đó chính là mẫu nhà của chị Nguyễn Thị Kiều Anh ở Đông Anh, Hà Nội. Trước khi chúng ta đến thăm công trình của nhà chị Kiều Anh thì xin cho An ít phút đầu tiên để mà An giới thiệu lại về Mark Home. Mark Home là công ty chuyên về thiết kế và thi công trọn gói nhà ở trên khắp tỉnh thành tới nước Việt Nam. Và kênh YouTube của tôi sẽ đăng tải rất nhiều những mẫu nhà để có thể giới thiệu quý vị. Nhà vườn cũng có, nhà hai tầng cũng có, thậm chí những căn biệt thự rất là to cũng có luôn ha. Thì tùy theo khả năng tài chính và sở thích của quý vị là như thế nào, chúng tôi đều sẽ thiết kế nên một mẫu nhà cho phù hợp. Hiện tại thì chúng tôi đang có trụ sở Mark Home trên khắp cả nước. Ví dụ nếu quý vị đang miền Bắc có thể ghé đến trụ sở Mark Home Hà Nội, địa chỉ 180 Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Quý vị đang miền Trung có thể ghé đến trụ sở địa chỉ 287 Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh. Nếu quý vị đang miền Nam có thể ghé đến trụ sở Mark Home Hồ Chí Minh, địa chỉ số 162-164 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc có thể ghé đến địa chỉ là số nhà L2701, khu dân cư Ngân Thuận, Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Hiện tại thì chúng tôi đang chạy chương trình, đó chính là Tưng Bừng Khai Trương Mark Home Hà Tĩnh. Tặng em một cuốn catalog Mark Home và bộ cốc cao cấp thì ký hợp đồng thiết kế. Tặng em một chiếc Honda Wayne 2023 thì ký hợp đồng thi công trọn gói. Chương trình áp dụng ở các khách hàng tại khu vực miền Trung, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.
từ 1 tháng 5 đến 30 tháng 9 2023. Cho nên nếu quý vị đang ở những tỉnh thành này và có nhu cầu thiết kế và thi công, có thể liên hệ ngay số hotline để được nhân viên chúng tôi hỗ trợ nhé. Trở lại với ngôi nhà của chị Kiều Anh thì đầu tiên em sẽ mời quý vị chúng ta xem qua, đó chính là về ảnh ngoại thất ở bên ngoài của công trình này. Nhìn từ bên ngoài thì đây sẽ là công trình 2 tầng, mái Nhật với thiết kế hiện đại nha quý vị. Đây là một cái kiểu nhà mà cũng được nhiều quý vị yêu thích trong thời gian vừa qua. Quý vị có thể thấy là cái phần mái Nhật ở bên trên ha, thì nhìn nó rất là duyên dáng nè. Trong các loại mái của Mark Home thì có thể kể đến là mái Nhật nè, mái Thái nè, mái bằng nè, mái lệch nè, mái Mansa nè. Tùy là sở thích của quý vị như thế nào, chúng tôi sẽ tư vấn một loại mái cho phù hợp. Trong đó thì mái Nhật và mái Thái và mái bằng thì có lẽ là ba cái kiểu mái mà thường được nhiều gia chủ ưa chuộng nhất. Nhà mái Nhật thì nó thuộc dạng mái dốc quý vị, tức là nó có một cái độ dốc nhất định này ha. Và nó không cao bằng nhà mái Thái, nhưng khi du nhập về Việt Nam của chúng ta thì mái Nhật cũng đã có cái sự cải thiện so với cái mái Nhật truyền thống ở bên nước Nhật Bản. Bởi vì Việt Nam chúng ta thì thời tiết thì lượng mưa hàng năm nó lớn, cho nên là cần phải cái độ dốc cao hơn so với mái Nhật truyền thống để đảm bảo là nước mưa nó không có động lại trên mái ha, và nó sẽ có cái hệ thống thoát nước mưa. Đây là một cái điều mà rất là cần thiết luôn nha quý vị. Với mái Nhật thì nếu so sánh trên cùng một diện tích xây dựng ha, thì mái Nhật chi phí nó sẽ thường là nó sẽ mềm hơn so với mái Thái. Bởi vì sao? Bởi vì mái Thái chính vì nó cao hơn cho nên là chúng ta phải cần nhiều ngói hơn để chúng ta lợp nè, là thứ nhất. Và thứ hai là cái thời gian thi công của một cái phần mái Thái thì chắc chắn là bởi vì nó cao nó nhiều hơn thì cái thời gian thi công nó cũng sẽ dài hơn so với là mái Nhật. Và chính vì vậy thì cái giá thành của công trình nó cũng sẽ phải tăng lên, cái chi phí xây dựng công trình nó tăng lên. Thì do đó là trên cùng diện tích xây dựng ha, thì một nhà của mái Nhật thì sẽ tiết kiệm hơn là nhà mái Thái. Còn về phần ngói thì sao? Ngói hiện tại là ở miền Bắc chúng tôi có thể sử dụng ngói Priam kết hợp vì kèo hợp kim siêu nhẹ. Vì kèo siêu nhẹ đảm bảo trọng lượng và kết cấu bền chắc cho mái. Ngói được lợp chính xác theo bản vẽ và được cố định bằng vít chuyên dụng. Đơn giá là 680.000 đồng trên 1 mét vuông nha quý vị. Và ngoài ra thì An cũng xin báo giá một số những cái hạng mục nếu mà chúng ta thi công miền Bắc á. Nếu quý vị về nhân công xây dựng tầm hơn 1 triệu đồng trên 1 mét vuông nè, ép cọc bê tông nếu có thì chi phí tầm khoảng là từ 180 cho đến hơn 200.000 trên 1 mét vuông. Thép thi công công trình thì chi phí tầm khoảng là gần 20 triệu một tấn ha. Rồi sàn hộp vượt nhịp Mark Home thì với cái sàn hộp á quý vị thì có ưu điểm là vượt nhịp lớn nè, hạn chế dột dầm phụ, thời gian thi công nhanh, cách âm, cách nhiệt tốt thì chi phí tầm khoảng là từ hơn 70.000 cho đến tầm khoảng 100.000 trên một hộp nha quý vị. Thì đó là một số về cái giá thành về phần thô ha. Còn về phần hoàn thiện thì sao? Phần hoàn thiện thì chúng ta sẽ quan tâm đến đầu tiên là sơn nè, thứ hai là các vật liệu gạch ốp lát ở bên ngoài ha. Với phần sơn thì quý vị có thể lựa chọn chống thấm PU Mark Home hoặc là sơn nội ngoại thất Mark Home ha. Chúng tôi có rất là nhiều mẫu mã ở 162, 164 Cộng Hòa, phường 12 Tân Bình hoặc 180 Vạn Phúc Hà Đông, Hà Nội ở showroom của chúng tôi. Quý vị có thể trực tiếp ghé đến showroom và chúng ta sẽ xem qua các mẫu sơn của Mark Home như thế nào. Với công trình này thì chúng tôi sơn màu nó cũng khá đơn giản quý vị, là cái tông màu trắng nè. Quý vị thấy là chúng tôi sơn phết là một tông màu trắng ha. Rồi một số khu vực là sơn màu ghi nhạt nè. Ốp lát vật liệu thì số khu vực chúng tôi sẽ ốp là gỗ nhựa. Có thể lựa chọn gỗ nhựa Conwood hoặc Smartwood. Hoặc có một giải pháp quý vị, chúng ta có thể ốp gạch giả gỗ. Gạch giả gỗ cũng là một cái giải pháp. Và một giải pháp cuối đó chính là chúng ta có sơn giả gỗ. Sơn giả gỗ thì chi phí nó thấp hơn so với hai cái việc ốp lát kia. Nhưng mà An nghĩ nếu mà chúng ta đã đầu tư thì có thể sử dụng gỗ nhựa luôn. Bởi vì gỗ nhựa thứ nhất là nó thân thiện với môi trường, nó không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người sử dụng. Và nhìn nó cũng rất là đẹp quý vị. Thật sự là nhìn gỗ nhựa, nếu mà chúng ta nhìn từ xa như thế nào đó thì cũng rất giống với gỗ tự nhiên luôn. Phần lan can ở đây chúng ta sẽ làm lan can thép hộp sơn tĩnh điện ha. Chúng ta sẽ bao từ phía trước mặt tiền đến mặt bên công trình đều là thép hộp sơn tĩnh điện. Ngoài ra nếu quý vị thích có thể đổi sang là kính cường lực cũng được ha. Thì cái đó là tùy theo sở thích của từng gia đình. Và ở ngay ban công này thì chúng ta sẽ đặt có một cái giàn hoa nha quý vị.
Cái dàn hoa hoặc mái che này chúng tôi sẽ làm cũng là thép hộp sơn tĩnh điện luôn, được sơn màu ghi. Ở bên trên thì chúng tôi sẽ lắp thêm một cái phần mái kính. Cái mái kính này có thể làm là kính nhựa cũng được, hoặc kính cường lực cũng được luôn ha. Những khu vực này thì em nghĩ là chúng ta hoàn toàn có thể trồng một số loại cây ở khu vực ban công, hoặc thậm chí đặt một chiếc ghế ngồi ở đây thư giãn, ghế lười chẳng hạn, thì cũng rất là lý tưởng. Cửa thì sao? Cửa thì công trình này quý vị thấy đa phần sẽ là cửa nhôm hệ kính. Chỉ có ngay khu vực cửa chính của công trình thì có một sự khác biệt một chút xíu về màu sắc. Quý vị có thể thấy là cửa ở đây thì chúng tôi sẽ làm là cửa thép phân gỗ ha, và màu nó sẽ là cái màu gỗ sậm. Còn lại những cửa kia thì sẽ là màu ghi. Với cửa thép phân gỗ đó quý vị thì hiện tại cũng rất là được chuộng, và chi phí tầm khoảng hơn 4 cho đến hơn 5 triệu trên 1 mét vuông thôi. Và có ưu điểm là bền vững nè, không cong vênh, mối mọt, chống cháy, vượt trội hơn gỗ tự nhiên. Và chi phí nó sẽ hợp lý hơn gỗ tự nhiên nhé. Đó là tổng quan bên ngoài của công trình của chị Kiều Anh. Bây giờ hãy cùng Nhật An chúng ta tiến bên trong bằng cách đọc hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công của ngôi nhà này. Đầu tiên anh xem qua về mặt bằng định vị công trình nè. Quý vị thấy tổng quan công trình của nhà chị Kiều Anh sáu khu đất ha. Từ mặt tiền của công trình đi ra đến phần ở phía ngoài này là tầm khoảng là 12m nha quý vị. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi theo một cái con đường nhỏ và ta ra đến phần đường lớn ở phía bên này. Cạnh bên công trình chính sẽ là khu vực đất làm vườn và phía sau cũng là khu vườn nhỏ luôn. Thì đây là một ưu điểm lớn, bởi vì xây nhà xong mà xung quanh có vườn, có nhiều cây xanh thì nó sẽ mang cái view rất là đẹp cho ngôi nhà của mình. Thứ hai là cái không khí nó cũng trong lành hơn. Còn xét về hướng nhà thì so sánh hoa tiêu chữ B sẽ thấy công trình hướng lên bên trên, hướng bên phải, bên trên là hướng Bắc, bên phải là hướng Đông. Vậy là công trình của nhà chị Kiều Anh sẽ nằm ở hướng Đông Bắc. Tiếp theo xem đến đó chính là mặt bằng bát trạch ha. Thì quý vị sẽ thấy là ngôi nhà hướng Đông Bắc ở đây chúng tôi ký hiệu là sinh khí nè, phúc lộc vẹn toàn. Hướng Tây thiên y, thiên thời che chở. Tây Bắc là duyên niên mọi sự ổn định. Tây Nam phục vị sự giúp đỡ. Vậy là hướng nhà chính là hướng Đông Bắc là sinh khí, phúc lộc vẹn toàn. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem qua một số ảnh thực tế mà chúng tôi đã chụp lại được khi mà đến để tư vấn ký kết hợp đồng. Thì đây chính là cái khu đất của nhà của chị Kiều Anh ha. Và sau này thì cái khu màu đỏ này quý vị, cái ô màu đỏ đây thì sau này công trình chính chúng ta sẽ xây dựng ở khu vực này. Bây giờ thì em sẽ đọc tiếp đến đó chính là về mặt bằng nội thất của công trình ha. Thì nhìn vào đây quý vị sẽ thấy chiều dài ngôi nhà là 16,95m. Chiều rộng của ngôi nhà đó chính là 11,03m. Và tổng tích sử dụng cả hai tầng là tầm khoảng 280m2. Về công năng, từ 1 sẽ có bố trí phòng khách kết hợp khu vực thờ, rồi một khu vực phòng bếp ăn, sẽ có 2 phòng ngủ ha, tổng cộng là 3 khu vực nhà vệ sinh. Còn tầng 2 chúng tôi sẽ bố trí là phòng sinh hoạt chung nè, 3 phòng ngủ nữa và sẽ có 2 khu vực nhà vệ sinh nha quý vị. Bây giờ thì chúng ta xem qua một số ảnh nội thất của công trình. Đầu tiên là khu vực phòng khách kết hợp thờ, thì quý vị thấy ở đây chúng tôi sẽ đặt là bộ bàn ghế với chất liệu đó chính là gỗ tự nhiên kết hợp với da cao cấp nha quý vị. Rồi đối diện là khu vực kệ tivi cũng rất đẹp. Khu vực thờ chúng tôi sẽ thiết kế riêng biệt ở bên trong và sẽ có cắt CNC là một cái vách ngăn ở phía bên ngoài. Bây giờ ta cùng nhau đến khu bếp. Khu bếp của công trình thì thiết kế khá đơn giản ha. Kệ tủ bếp sẽ được thiết kế là hình chữ Y nè, để chừa ra cái diện tích di chuyển rộng rãi. Rồi bàn ăn sẽ thiết kế là chiếc bàn gỗ tự nhiên 100%. Đến phòng ngủ số 1 thì màu sắc chủ đạo căn phòng này vẫn là màu gỗ và màu trắng ha. Phòng ngủ số 2 thì cũng vậy luôn. Phần vách tường đầu giường chúng tôi kết hợp là gỗ MDF phủ melamin. Tiến lên tầng 2 chúng ta đến phòng sinh hoạt chung. Ở đây chúng tôi cũng thiết kế, quý vị thấy có một chiếc ghế sofa được bọc vải nỉ nè, và đối diện sẽ là kệ tivi thiết kế dạng treo. Phòng ngủ số 3 thì cũng tương đồng phòng ngủ số 1 bên dưới ha, có hai chiếc đèn thả, chiếc đèn ngủ rất là đẹp. Đến phòng ngủ số 4, phòng ngủ này thì cái phần vách tường đầu giường chúng tôi sẽ ốp PVC giả lam gỗ. Còn cuối cùng phòng ngủ số 5 thì cái vách đầu giường rất đẹp luôn, kết hợp với PVC giả đá và PVC giả lam gỗ nhé. Bây giờ thì em sẽ đọc tiếp đến hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công của ngôi nhà. Em sẽ đọc mặt đứng ha, mặt đứng trục AE.
Với mặt đứng này, quý vị thấy có sụp không, định của máy là 10,7m, sàn tầng 1 đến sàn tầng 2 là 3,9m, sàn tầng 2 đến sàn mái là 3,6m. Ngược lại, có sụp không xuống người lệ sơn là 75cm, chia cho 5 bậc tam cấp ở đây, mỗi bậc sẽ là 15cm. Bên dưới sẽ có 7 cái ô hình thoi, tướng vật liệu màu sắc khác nhau, ví dụ là tường sơn MH trắng, sơn MH3327A, chân tường ốp đá chẻ, khu bờ ốp đá granite, v.v. Tiếp theo sẽ đọc đến mặt cắt của công trình, em sẽ đọc mặt cắt trục AA. Với mặt cắt này, quý vị thấy là lối cầu thang chúng tôi thiết kế giữa công trình này ha. Rồi cửa đi trong nhà có 2m4 nè, có 2m7 nè, vân vân. Rồi có khu vực quý vị có thể thấy là chúng tôi sẽ thiết kế âm xuống bên dưới. Thì đây có thể là khu vực nhà vệ sinh hoặc khu vực sân phơi. Thì cái việc thiết kế âm xuống sẽ giúp là nước không tràn ngược vào bên trong nhà chính của chúng ta. Đây là một cái thiết kế rất là cần thiết liên quan đến kỹ thuật ha. Tiếp theo sẽ đọc đến là hồ sơ kết cấu của ngôi nhà, thì xem mặt bằng móng sẽ thấy ngôi nhà chị Kiều Anh xử lý là móng băng bê tông cốt thép. Móng băng sẽ giúp truyền tải trọng xuống nền đất đều hơn, và đây là một cái loại móng rất thường xuyên sử dụng cho những công trình nhà dân dụng. Móng băng thì sẽ có chia nhiều loại quý vị, nếu chia đủ cứng, có móng băng cứng, móng băng mềm hoặc móng băng hỗn hợp. Cuối cùng đọc đến hồ sơ điện nước thì em sẽ đọc hôm nay là bằng bố trí ổ cắm internet của tầng 1. Quý vị thấy những vị trí ổ cắm nè. Chúng tôi sẽ bố trí ví dụ phòng khách này ha, là hai bên của sofa này, ngay khu vực tivi là phải có ổ cắm ha. Rồi ở trong phòng ngủ cũng vậy, là hai bên giường ngủ nè, rồi đối diện khu vực kệ tivi cũng vậy. Tất cả chúng tôi sẽ đều tính toán ngay từ trước để đảm bảo cái sự thoải mái cho gia chủ có thể sử dụng một cách tốt nhất. Tức là chúng tôi cũng tính toán xem vị trí đó nên đặt nội thất như thế nào rồi. Còn về internet thì sao? Internet thì chúng tôi cũng sẽ đặt bộ phát Wi-Fi ở trong không gian phòng khách nha quý vị. Còn cáp siêu PVC 1x2,5mm² chống gen D20 sẽ chạy dọc khắp công trình. Vậy Nhật An vừa giới thiệu quý vị mẫu nhà của chị Kiều Anh ở Hà Nội. Một mẫu nhà mái Nhật rất là lạ mắt. Nếu quý vị thích mẫu nhà này mà muốn thiết kế tương tự thì gần ngại liên hệ ngay Mắc Home ở số hotline 0964558888 hoặc 0828133333 sẽ có nhân viên tư vấn cho quý vị. Và đừng quên nhấn like, subscribe, chuẩn nút thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi nhé. Còn bây giờ Nhật An xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.